Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HDTV. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin. Ký kết thỏa thuận kết nối trục kinh tế cao tốc phía Đông. Nhiều chợ chưa quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Công an tỉnh xử phạt 56 triệu đồng một doanh nghiệp xả thải tại huyện Văn Lâm. Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương nặng. Máy bay Airbus bay thử nghiệm liên tục trên không trong 42 ngày. Chiều qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng tổ chức ký kết thỏa thuận kết nối trục kinh tế cao tốc phía Đông. Việc kết nối kinh tế cao tốc phía Đông nhằm đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường phối hợp khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế tối đa của bốn địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên dọc theo trục đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái, đồng thời tạo không gian phát triển mới, tạo ra cực tăng trưởng khu vực kinh tế phát triển năng động trong vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực phía Bắc. Mục tiêu tổng thể khi ký kết được xác định là thúc đẩy kinh tế bốn tỉnh thành phố trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương cùng ứng phó, giải quyết các thách thức chung nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững về sự thịnh vượng của mỗi địa phương, đồng thời hình thành vành đai kinh tế phía Đông, trung tâm công nghiệp kinh tế biển, du lịch và là động lực tăng trưởng kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm của Hưng Yên đạt trên 4.700 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 550 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 740 tỷ đồng, ngân sách xã là trên 1.200 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân. Toàn tỉnh đã thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và làm mới được trên 190 km đường giao thông nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt từ 50 triệu đồng trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,3%. Đến hết năm 2022, tỉnh Hưng Yên phấn đấu có thêm 44 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 15 đến 20 xã nông thôn mới nâng cao, 8 đến 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục hoàn thiện các nội dung tiêu chí nông thôn mới còn yếu của giai đoạn 2016-2020. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 9 ca mắc sốt xuất huyết. Để phòng chống loại dịch bệnh này, cần tăng cường diệt loang quang bọ gậy và phun thuốc diệt muỗi, ngủ màn chống muỗi. 9 ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận tại thành phố Hưng Yên và các huyện Phù Cừ, Phan Tăng, Khoái Châu và Tiên Lữ. Riêng huyện Phù Cừ có 3 ca ở xã Minh Tân và Tống Phan. Trong đó hầu hết các ca có lịch sử dịch tễ từ miền Nam trở về. Đến nay các trường hợp này đều đã khỏi bệnh. Tại một số chợ ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, chợ Thứa, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, chợ Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu và chợ Trần Cao, huyện Phù Cừ, công tác phòng ngừa cháy nổ chưa được coi trọng, ban quản lý và các tiểu thương chưa chú ý đến việc trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Hiện các tiểu thương chỉ trang bị hệ thống máy bơm nước, thậm chí nhiều bình chữa cháy đã không còn hạn sử dụng. Có lẽ chính vì các điểm chợ này chưa từng xảy ra cháy nên tiểu thương và ban quản lý chợ càng chủ quan hơn. Giữa tháng 6 vừa qua, xảy ra vụ cháy chợ ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã thiêu rụi toàn bộ 24 kiosk của 16 hộ kinh doanh, ước tính thiệt hại trên 7 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến cháy nhiều khả năng là do chập điện và các hộ dân chủ quan trong trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy. Trong 7 tháng đầu năm 2022, Hưng Yên xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 61 người, bị thương 49 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 4 vụ, giảm 16 người bị thương. Qua công tác tuần tra kiểm soát 7 tháng qua, các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 6.000 trường hợp, xử phạt trên 13 tỷ đồng, trong đó lập biên bản gần 500 xe quá tải, xử phạt 2,6 tỷ đồng, 785 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 3,7 tỷ đồng. Để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do vi phạm trật tự an toàn giao thông, các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền phối hợp với công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông. Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 56 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Hậu, thường trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là chủ cơ sở sản xuất hàn nhựa ở thôn An Lạc, xã Trinh Trắc, huyện Văn Lâm về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Theo đó, ngày 15 tháng 6 năm 2022, cơ sở sản xuất do bà Hậu làm chủ xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, vi phạm quy định tại điểm C, khoản 4, điều 13 và khoản 7, điều 13, Nghị định số 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quyết định yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, đồng thời buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong vòng 60 ngày.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ dân có hành vi bán phân bón giả. Hộ dân bị xử phạt là ông Nguyễn Văn Đào, trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Ông Đào không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo quy định, buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng, trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. Tổng hợp mức phạt cho hai hành vi vi phạm nói trên là 48,5 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu ông Nguyễn Văn Đào phải chấp hành thực hiện quyết định xử phạt. Nếu ông Đào không chấp hành, sẽ cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng. Ngoài ra, mẫu hộ chiếu phổ thông mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả. Dù cấp mẫu mới, nhưng hộ chiếu mẫu cũ cấp trước ngày 1 tháng 7 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên hộ chiếu. Như vậy, hiện nước ta đang có 2 mẫu hộ chiếu. Ngoài ra, dự kiến trong quý 3 này, A08 sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới gắn chip điện tử. Tuy nhiên, ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đã có công hàm gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo về việc tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của nước ta được cấp từ ngày 1 tháng 7 vì thiếu thông tin về nơi sinh. Đại diện A08 cho biết đang phối hợp với Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Đức qua đường ngoại giao để sớm có cách giải quyết. Trong thời gian này, A08 và các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam vẫn cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới như bình thường. Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ, nhưng theo chuyên gia của WHO, Việt Nam công bố có bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ chỉ là vấn đề thời gian và không loại trừ khả năng đã có sự lây truyền trong cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đậu mùa khỉ ở người lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Sự lây truyền có thể xảy ra qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau khi sinh. Thời gian ủ bệnh từ 5 đến 21 ngày. Đến hiện tại đã ghi nhận trên 18.000 trường hợp mắc tại 75 quốc gia. WHO cũng đã tiến hành hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm cho các cơ sở xét nghiệm tại Việt Nam. WHO khuyến cáo hiện đã có vaccine hiệu quả đến 80% với đậu mùa khỉ. Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 28 tháng 7, tại phố Ngô Thị Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương, trong đó có 2 người tiên lượng xấu. Xe ô tô 7 chỗ lao với tốc độ cao từ khu vực chung cư CT2, phố Ngô Thị Nhậm ra hướng ngã tư Ngô Thị Nhậm rồi va chạm với nhiều ô tô và xe máy. Chiếc xe trên lao với tốc độ cao và đâm liên hoàn vào các ô tô xe máy trước cửa công an quận Hà Đông. Sau đó chiếc xe trên lao thẳng vào xe ô tô Toyota Prado biển kiểm soát quân đội cùng nhiều xe máy đang dừng đèn xanh, đèn đỏ. Sau đó quay ngang trên đường rồi dừng lại. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài hơn 20 mét. Nhiều xe máy bị kéo lê nằm la liệt trên đường Ngô Thị Nhậm. Xe cứu thương ngay sau đó được điều động đưa nhiều nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn có một người tử vong và nhiều người bị thương. Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổng cục Thống kê Hàn Quốc ngày 28 tháng 7 công bố số liệu cho thấy dân số nước này năm 2021 lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm kể từ năm 1949. Theo số liệu, dân số Hàn Quốc là 51,74 triệu người tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2021, giảm 91.000 người so với một năm trước đó. Sự sụt giảm dân số là do tỷ lệ sinh thấp kéo dài, vì thế hệ trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ kết hôn, sinh con trong bối cảnh giá nhà tăng vọt và các vấn đề kinh tế ảnh hưởng. Tốc độ già hóa dân số cũng là một phần nguyên nhân. Hàn Quốc được dự báo sẽ trở thành một xã hội siêu già vào năm 2025, trong đó tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 20% dân số. Hãng sản xuất máy bay Airbus thông báo, một máy bay thử nghiệm của họ đã bay liên tục trong 42 ngày, phá vỡ kỷ lục bay không người lái lâu nhất của chính phương tiện. Theo đó, máy bay Airbus Z-Fly S hoạt động bằng năng lượng mặt trời đã cất cánh từ hôm 15 tháng 6 và bay theo nhiều kiểu phía trên vùng thử nghiệm. Chuyến bay hiện nay đã phá vỡ kỷ lục trước đó của chính Z-Fly là 25 ngày 23 giờ thiết lập vào tháng 8 năm 2018. Z-Fly được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn phù hợp để đảm bảo an ninh hàng hải hoặc giám sát biên giới. Vừa qua, giải động đất Mega Million của Mỹ đã tăng lên mức trên 1 tỷ đô la Mỹ sau khi không ai trúng toàn bộ 6 cặp số may mắn để giành giải trong đợt quay gần nhất. Giải thưởng đợt này tăng lên mức cao như vậy vì kể từ ngày 15 tháng 4 đến nay, không ai trúng toàn bộ 6 cặp số. Điều này đồng nghĩa Mega Millions đã trải qua 29 đợt quay liên tục mà không tìm được người trúng độc đắc. Tỷ lệ trúng độc đắc Mega Millions ở Mỹ là 1 trên 302,5 triệu. Đợt trúng độc đắc lớn nhất lịch sử Mỹ diễn ra vào năm 2016 với giải thưởng lên tới 1,58 tỷ đô la Mỹ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi các thông tin mới nhất cho chúng tôi qua các địa chỉ Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7/HTTP hoặc email thoisuhi@gmail.com. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại bản tin trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7/HTTP, kênh TikTok Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.